Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh CDT News. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tin 5 cách khắc phục khô da tự nhiên do rửa tay quá mức. Rửa tay thường xuyên là một thao tác giữ vệ sinh tốt để phòng tránh bệnh tật, nhưng nếu bạn rửa tay quá mức thì da tay của bạn có thể bị khô. Sau đây sẽ là một số cách tự nhiên để khắc phục tình trạng khô tay do rửa tay quá mức. 1. Dầu dừa. Dầu dừa có đặc tính kháng viêm, có thể giúp làn da của bạn mềm mại và mịn màng trở lại. Đổ 2-3 muỗng dầu dừa lên tay rồi chà nhẹ lòng bàn tay và giữa các ngón tay. Xoa bóp và để yên vậy trong 2-3 giờ hoặc qua đêm. 2. Sáp dầu. Sáp dầu mỏ có khả năng duy trì độ ẩm, giúp giảm tình trạng khô. Lấy 2 muỗng nhỏ sáp dầu và nhẹ nhàng thoa lên tay trước khi ngủ vào buổi tối. Xoa bóp nhẹ và đeo găng tay để tránh chạm trực tiếp vào đồ vật. 3. Mật ong. Mật ong là một chất làm mềm và giữ ẩm tuyệt vời, giúp giữ ẩm hiệu quả cho làn da của bạn. Thoa 2-3 muỗng mật ong lên tay bạn, chà sát xung quanh ngón tay và cả khu vực mu bàn tay của bạn. Để yên trong 30 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm. 4. Dầu hạnh nhân. Dầu hạnh nhân chứa axit béo giúp làm mịn và nuôi dưỡng làn da. Thoa 3-4 muỗng dầu hạnh nhân lên tay, nhẹ nhàng xoa bóp hai bàn tay cho đến khi dầu được hấp thụ vào làn da của bạn. Bạn sẽ nhận thấy làn da của mình mềm mại và mịn màng hơn rất nhiều. 5. Sữa. Sữa có thể giúp làm mềm, làm đều màu và tẩy tế bào chết cho làn da. Để sử dụng nó cho làn da khô của bạn, đổ 4-5 muỗng sữa vào chén rồi đun cho đến khi nó vừa đủ ẩm. Sau đó ngâm tay của bạn vào chén sữa trong khoảng 20 phút trước khi rửa lại bằng nước lạnh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like và subscribe để đón xem những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau.